không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Nương nương đã xảy thai rồi. Nếu để hoàng thượng biết được chuyện này, chúng ta sẽ khó bảo toàn tính mạng. Khi cần thiết còn phải mượn chủng ở ngoài. Nguyên Nguyễn, sao nàng trễ vậy? Có phải nàng không khỏe không? Nàng không sao chứ? Ta rất là hối hận. Thời gian qua ta đều bị mất ngủ. Ta cảm thấy mình có lỗi với hoàng thượng và với Lạc Ân. Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Đúng vậy, chúng ta đã làm sai. Chẳng qua chúng ta đang trốn chạy. Nguyên Nguyễn à, hay là mình từ bỏ tất cả mọi thứ rồi cùng nhau bỏ trốn đến một nơi mà không có ai biết mình chung sống bên nhau? Miên Hân, sao chúng ta có thể làm như vậy? Lạc Ân một lòng yêu thương ngài, trân trọng ngài, sao ngài có thể bỏ Lạc Ân mà đi? Còn nữa, lúc bổn cung gặp nạn thì Lạc Ân giúp đỡ, quan tâm tới ta. Chúng ta đã có lỗi với cổ, sao có thể tàn nhẫn hơn, làm cổ đau khổ tuyệt vọng? Nếu làm vậy, sợ là chúng ta sẽ bị lương tâm dày dò suốt đời. Ngài có hổ thẹn với lòng phụ lòng thánh hiền. Chúng ta đã phạm tội khi quân, nếu hoàng thượng biết được, chúng ta nhất định bị tội chết. Cho nên ta đã nghĩ kỹ, chúng ta sau này đừng có lén lúc gặp nhau nữa. Người làm thị thân dương của người, ta làm hiếu thận hoàng hậu của ta, sau này không có liên quan tới nhau. Nguyên Nguyễn, Nguyên Nguyễn đã tạ Miên Hân đã làm tất cả cho Nguyên Nguyễn trong thời gian qua. Tình cảm của Miên Hân đối với Nguyên Nguyễn và sự an ủi chăm sóc Nguyên Nguyễn ghi khắc trong tim, bao giờ quên. Chúc mừng hoàng hậu nương nương, hỷ mạnh đã có lại rồi. À dạ bất hiếu, không biết tự điều tiết sức khỏe mình, bây giờ mắc bệnh tiêu khát, không thể sống qua 60 tuổi. Thần hổ thể như liệt tổ liệt tông. Đại cát đại lợi, hoàng thái hậu hồng phúc tề thiên, tuổi thọ quy hạt thiên thu vạn tuế. Tiểu đệ tử 30 năm trước, a gia vô tình gặp được một vị thầy bói ẩn tích. Ông ta từng bói cho ai già, nói ai già và gia tộc của ai già đều không thể sống quá 60. A Mã và Ngạc Nương của ai già đều tới 58 tuổi là tạ thế. Còn Miên Di, Miên Di thì ra đi càng sớm hơn nữa. Lời nói của thầy bói nhất nhất ứng nghiệm. Mẫm thái hậu, lời nói của thầy bói giang hồ không có đáng tin đâu. Miên Hân là cốt nhục ruột rà của ai gia, ai gia luôn lưu tâm tới nó. Nhưng mà trước khi nó thành thân luôn phiêu bạc, rong chơi gặp đâu vui đó. Bây giờ đã thành gia lập thất,
là lúc đến tu thân dưỡng tính, kiến công lập nghiệp. Tiểu đệ tử. Dạ. A Gia muốn ngươi hứa một chuyện, sau này ngươi đối với Miên Hân phải trung thành với đối với A Gia. Nô tài tuân lệnh. Hoàng thượng, mấy ngày trước ngài đã tới Trung Túy Cung rồi. Vậy sao? Nô tài khấu kiến hoàng thượng. Tịnh quý nhân có gửi cho hoàng thượng một lá thư. Lật sách thật nhanh. Hay thiệt. Thiệt là hay. Hồ hoàng nữ, hồ hoàng nữ, tâm ứng quyền, thủ ứng cổ, nhân gian vô vật, vô khả bì, bôn xa luân quản toàn phong trì, tông từ địa trục, thiên di chuyển, ngũ thập niên lai chế bất cấm, hồ hoàng nữ, mạc không vũ, sổ sướng bì ca, ngộ minh chủ. Hey, tỉnh dù, nhìn thấy nàng múa thước tha quyển chuyển, đẹp như tiên à. Đa tạ hoàng thượng khen tặng. Vừa rồi hoàng thượng ngẫu hứng làm thơ, nô tỳ luyện chữ lâu nay cũng muốn được thể hiện một chút trước mặt của hoàng thượng. Được. Thơ đã đề xong, mời hoàng thượng điểm phê. Quả nhiên có công luyện tập, tiến bộ thiệt mau. Bút pháp ngay ngắn tú lệ, rất đáng khen. Đa tạ hoàng thượng khen tặng. Giải đới sắc dị chiến, xúc thủ tâm vũ màng, ná tri lao quần nội, tiêu hồn biệt hữu. Hình như thiếu một chữ. Hoàng thượng, chữ đó nô tỳ đã viết lên một chỗ rất bí mật trên cơ thể rồi. Tuy trẫm biết đó là chữ hương, nhưng mà trẫm vẫn rất muốn nhìn trộm một chút. Hoàng thượng. Thì là không thể tin được. Nhưng mà thái giám của Trung Tuyết cung truyền tới, nên tin là có chuyện này thật. Không biết liêm sĩ có khác gì là con chim quanh hót giúp vui đâu chứ. Nhưng mà hoàng thượng đúng là 5 ngày liên tiếp đã tới Trung Tuyết cung đó. Dùng thủ pháp thấp hèn đó để mê hoặc hoàng thượng, đúng là không biết liêm sĩ. Đừng nói nữa, bà tới. Ba vị tỷ tỷ sao rảnh rỗi ngồi đây vậy? À, các tỷ lại ngồi đây đàm đạo văn thơ sao? Mùi mùi rất đa tạ các tỷ đã chỉ dạy hôm đó. Hình dung thế sự thay đổi lớn, gọi là thương hải tan điền phải không? Hôm nay mùi mùi đã cảm nhận được, thì ra gà núi đúng là có thể biến thành phụng hoàng. Biển xanh quá nương dâu. Không biết có phải vì tối qua cùng với hoàng thượng khuya quá mới ngủ không, mà đối với ánh mặt trời đặc biệt mẫn cảm. Hôm nay người qua chiên đúng là náo nhiệt thiệt. Ngay cả thường tần nằm bệnh trên giường, tinh thần chưa tỉnh táo cũng tới đây tản bộ. Thường tần, Tịnh quý phi thỉnh an em đó. Tuy là quý nhân thấp hơn tần một bậc, nhưng mà Tịnh quý nhân bây giờ là phi tử được sủng ái nhất của hoàng thượng. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không lẽ muội không biết phải làm sao cho phải hay sao? Phi tử mà hoàng thượng sủng ái nhất là toàn hoàng quý phi, sao lại là Tịnh quý nhân? Mấy đêm nay hoàng thượng được tới Trung Tuyết cung, chứ không phải là Thừa Càn cung.
Sau khi Tùng Hoàng Quý Phi sinh con đó dỗ cho hoàng thượng xong, hoàng thượng nhất định sẽ trở về bên cạnh Tùng Hoàng Quý Phi thôi. Tí Thái y còn nói sau khi Tường Tần qua cơn bệnh nặng, đầu óc hỗn loạn, phản ứng chậm chạp, hôm nay xem ra Tường Tần tâm sáng như gương, còn tỉnh táo hơn chúng ta nữa. Tường Tần, có phải hoàng thượng rất lâu rồi không có sủng hạnh tỷ không? Muội có một cách vô cùng linh nghiệm đó, chỉ cần tỷ làm theo nhất định sẽ khiến cho hoàng thượng giá lâm Trường Xuân Cung. Là cách gì vậy? Rất đơn giản, mỗi ngày ăn 10 con rết đó. Ăn rết sao? Rết không chỉ giàu chất dinh dưỡng, còn kéo dài được tuổi thọ. Ăn vào còn có thể làm cho da dẻ mềm mại, tỏa ra khí chất mê hồn người. Tường Tần, đừng. Tường Tần, em đừng làm vậy. Tỷ tỷ à, rết rất là quý hiếm, có thể khiến cho da của muội mềm mại, kéo dài tuổi thọ, sẽ được hoàng thượng yêu thích. Tỷ để cho muội ăn đi. Muội đừng vậy mà. Có phải Tĩnh Quý Nhân đã dạy muội vậy không? Tĩnh Quý Nhân rất tốt với muội, tới phương pháp để hấp dẫn hoàng thượng này mà cũng dạy cho muội đó. Tĩnh Quý Nhân thì là quá đáng. Uổng công bổn cung đã nhiều lần ra tay giúp đỡ. Tĩnh Quý Nhân chẳng qua chỉ là nhất thời hảo thắng thôi, cho nên đó là có ý xấu làm hại kẻ yếu. Thái Kiều, Bảy Giá, bổn cung muốn đi gặp Tĩnh Quý Nhân. Dạ. Chủ tử. Mama, ngươi không cần đi, ngươi hãy ở lại đây chăm sóc cho Tường Tần đi. Dạ. Toàn hoàng quý phi giá đạo. Tỉnh vô cung tỉnh Toàn hoàng quý phi nương nương kim an. Tỉnh Quý Nhân, tại sao ngươi lại dạy Tường Tần ăn rết? Còn nó có thể làm da dẻ mình màng, kéo dài tuổi thọ, được hoàng thượng yêu thích nữa. Ai nói vậy? Tường Tần. Thái y nói Tường Tần sau khi bị đả kích, đầu óc hỗn loạn, phản ứng chậm chạp. Lời nói của tỷ ấy làm sao mà đáng tin được chứ? Ngươi đừng có làm bộ với ta. Là ai nhiều lần giúp đỡ ngươi, ngươi mới có cơ hội được vị trí như hôm nay. Ngươi đừng làm càn trước mặt bổn cung nữa. Thái Kiều. Dạ. Bổn cung cho ngươi hai cách chọn lựa. Một là ăn hết số rết này, hai là đi xin lỗi với Tường Tần. Nếu không, bổn cung sẽ đem chuyện này bẩm báo lên với hoàng thượng, để hoàng thượng định đoạt. Hoàng Thái Hậu giá đạo. Nô tỳ cung thỉnh Hoàng Thái Hậu thánh an. Miễn lễ. Tạ Hoàng Thái Hậu. Ai gia nghe nói phi tần trong hậu cung có tranh chấp với nhau, có chuyện đó không? Hồi Hoàng Thái Hậu, thật ra là Tĩnh Quý Nhân có lòng làm hại Tường Tần. Dù Tường Tần ăn rết, nói là có thể làm da dẻ mịn màng, kéo dài tuổi thọ, hấp dẫn hoàng thượng sủng hạnh. Tĩnh Quý Nhân dùng lời lẽ hoang đường như vậy để mà ức hiếp Tường Tần, quả là không thể tha tội được. Thật ra cách này ai gia cũng đã từng nghe nói. Nghe nói ăn rết đúng là có thể kéo dài tuổi thanh xuân, trường mệnh bách tuế. Có phải vậy không tiểu vệ tử? Dạ. Bẩm Hoàng Thái Hậu, loại rết này mùi vị thơm ngon, ăn vào thấy lòng nhẹ nhàng, có thể trị được 3 bệnh. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu ban thưởng. Nghe rõ chưa? Rết không phải là vật gây hại. Ta tin đây chỉ là tấm lòng của Tĩnh Quý Nhân, chứ không phải như Toàn Hoàng Quý Phi nói, có tâm ám hại Tường Tần đâu. Hoàng Thái Hậu anh minh, Hoàng Thái Hậu minh giám. Y Lan, tuy là Hoàng Hậu không có ở đây, nhưng không có nghĩa là Hoàng Quý Phi như con có thể dựa quyền thay thế. Nên nhớ, hậu cung còn có ai gia chủ trì đại cục, phán xét thị phi, còn tuyệt đối phải nhớ kỹ. Đa tạ Hoàng Thái Hậu chỉ dạy, Y Lan sẽ ghi nhớ trong lòng. Trân Châu, đem đi trà cho vệ công công đi. Dạ. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu. Thì là không thể tin được.
Tiểu vệ tử, lần này có thể thấy ngươi trung thành gia gia tới cỡ nào, ai gia sẽ có trọng thưởng. Được làm việc cho hoàng thái hậu là phước của nô tài, dù dầu sôi lửa bỏng nô tài cũng không từ. Nhưng mà nô tài có điều ngu muội, tại sao thái hậu để biết rõ tính quý nhân, muốn hại tường quý nhân, không những là không phạt mà còn giúp nữa, tại sao không giúp cho toàn hoàng quý phi? Hoàng hậu tạm thời thất thế, ai gia sợ hoàng quý phi thừa cơ đoạt vị, tới lúc đó sẽ tự tung tự tác, cho nên không thể không áp chế thế lực của cổ. Con nhà đầu Tĩnh Du này tuyệt đối không đơn giản đâu. Nó không giống như Nguyên Nguyễn và Y Lan. Y Lan sâu sắc không để lộ, Nguyên Nguyễn không biết giấu tâm cơ, chỉ có Tĩnh Du là tàn nhẫn nhất. Nếu có thể sắp xếp ba người họ đứng đầu trong chốn hậu cung thì có thể giúp hậu cung ổn định, trong loạn có ổn. Hoàng thái hậu anh minh đã cho nô tài được mở màn. Thái Lam, mẹ tới đây là muốn khuyên con, mong con sau này làm gì cũng đừng nên quá đáng. Làm mưa làm gió trong cung rất dễ hại người, mà còn hại luôn cả mình nữa. Bây giờ là chủ tử của bà đang làm mưa làm gió, hại người hại mình là bà ta đó. Sao con có thể nói chủ tử như vậy? Nếu như lúc đầu chủ tử đủ không... rồi, nếu bà tới đây giáo huấn bổn cung thì đi về đi, đừng có lải nhải nữa. Mẹ tới không phải để giáo huấn con, mẹ chỉ muốn tới khuyên con đừng có nên gây ra chuyện nữa. Vách tường có tai, đừng có mở miệng ra là xưng mẹ có được không? Có phải bà rất muốn cho người ta biết bổn cung có người mẹ như bà? Con đã thay đổi rồi. Trước đây khi con còn là cung nữ, con rất ngoan ngoãn, rất hiền lành. Bà tưởng mình là ai vậy, có tư cách gì nói với tôi chứ? Bổn cung không còn là Thái Lam trước đây, bây giờ đường đường chính chính là Tĩnh quý nhân rồi. Bà chẳng qua chỉ là một ma mà, bà tưởng bà là... Bà là mẹ của cô, đương nhiên là có tư cách nói cô. Cô có thái độ như vậy với mẹ của mình, cô coi chừng bị trời đánh. Hỗn xược, đâu có tới phiên ngươi nói chuyện. Cô dù là không nể gì hết, có phải niệm tình thôi mà đã mang thai 10 tháng sinh ra cô chứ? Bao lâu nay cô đã làm ra những việc gì ở trong cung, có lần nào không phải là thôi mama tận tâm tận lực để giúp cho cô? Sao cô có thể nói như vậy, làm tổn thương mẹ của mình? To gan, dám hỗn láo với ta như vậy, còn không quỳ xuống cho bổn cung? Quỳ xuống đi Thái Kiều, mau quỳ xuống nè, quỳ xuống đi. Hôm nay bổn cung sẽ mang con nhà đầu vô lễ này phạt thật nặng. Mama. Cuối thu rất khó tìm được bí đao, ta nấu nước bí đao cho con uống để giúp con giải nóng. Uống đi hả? Cảm ơn mama. Con ở đây từ từ uống, nhân lúc Thái Nguyệt không biết, để ta giúp con một lát nha. Mama không được đâu, những việc nặng nề này cứ để cho con làm. Con vì ta nên mới bị phạt, là ta nợ của con. Mama đã lớn tuổi, có khổ gì tội gì cứ để người trẻ tuổi là con chịu cho. Nếu như Thái làm tốt cho ta bằng một nửa của con thôi, muốn ta tổn thọ 10 năm thì ta cũng bằng lòng. Thái làm bất hiếu như vậy, cổ không đáng làm con gái của thơ mama. Không thể trách nó được, là người mẹ như ta không làm tròn trách nhiệm. Nó quán ta, ta cũng không còn gì để nói. Mama, người đừng có như vậy mà. Mama. Nương nương, những ngày tới nô tài hơi bận, phải lo lễ mừng thọ 60 của hoàng thái hậu, cộng với sự kính phòng và ngự thiện phòng. Năm nay công việc bận một chút, hoàng thượng ra lệnh phải xây gấp ngôi dạng thọ tháp cho hoàng thái hậu. Hơn nữa trên tháp đó còn bài trí. Người nói gì? Hoàng thượng hạ lệnh xây dạng thọ tháp cho hoàng thái hậu hay sao? Đúng vậy. Tuyệt đối không được. Không được, hoàng thượng không thể làm vậy được. Xin nương nương bớt giận. Bốn cung làm sao bớt giận được? Bốn cung chịu quốc ức để cầu toàn 30 năm nay, chính là chờ cơ hội tốt để báo thù. Bây giờ hoàng thượng nhận giặc làm mẹ, còn xây dạng thọ tháp cho bà ta để chúc thọ, thử hỏi thiện lý ở đâu? Đã bao nhiêu năm trôi qua, vật đổi sao dời, tất cả ân oán ngày xưa đã tan theo mây gió. Hơn nữa, nếu như muốn đấu với hoàng thái hậu chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Hoàng thái hậu bao nhiêu năm nay
đã bị lương tâm dạy dỗ rất nhiều. Bởi vì u uất nên thành bệnh, căn bệnh hiện nay không thể chữa trị. Cái gì? Người nói hoàng thái hậu bị bệnh không chữa được? Nương nương, nếu nghe được tin này, đáng lý nương nương phải vui mừng. Bốn công tại sao phải vui mừng? Hoàng thái hậu chết, tổ của bả sẽ cùng với bả bị chôn xuống lòng đất, không thể lưu truyền đời sau. Những chuyện đã làm năm xưa cũng không ai biết chân tướng. Không được, bốn cô phải gấp rút hành động. Trước khi hoàng thái hậu chết, phải đem tội ác của bả công bố với đời. Nô tài khẩn xin nương nương tha thứ. Năm xưa nô tài vì cứu nương nương thoát nạn đã phản bội hoàng thái hậu một lần. Bây giờ nô tài không muốn phản bội thái hậu thêm một lần nữa. Nô tài chỉ mong có thể hầu hạ thái hậu tới bách niên dài lão, sau đó cùng với nương nương rời khỏi kinh, sống cuộc sống bình lặng, an hưởng tuổi già. Nô tài nguyện suốt đời chăm sóc nương nương. Phúc an trước sau đều muốn bổn cung từ bỏ ân oán à? Hoàng hoàng tường báo khi nào mới hết? Nô tài chỉ lo lắng cho sự an nguy của nương nương. Ngươi luôn giữ mối tình thâm với bổn cung. Thiên địa chứng giam. Vậy thì tốt. Nếu khuôn mặt của bổn cung có thể trị lành, bổn cung sẽ đồng ý từ bỏ hận thù, cùng với người sống cuộc sống ẩn cư suốt đời. Thật à? Năm xưa Dương Ngư Y có ghi chép về cách trị cháy mặt quỷ dung nhan. Không phải người từng nói trong tay toàn hoàng quý phi có y thư của Dương Ngư Y hay sao? Người nói ả có phương thuốc nào đặc biệt có thể chữa lành cho bổn cung hay không? Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.